Top 5 nhân vật mạnh nhất vũ trụ DC. Vị trí thứ 5 là The Prison. The Prison là người tối cao nhất trong đa vũ trụ DC. Người đã tạo ra tất cả mọi thứ và cả những thiên thần, cụ thể là Michael và Samael. The Prison còn được biết đến là đấng chúa trời, là thượng đế, là đấng kiến tạo của vũ trụ DC. The Prison hiếm khi xuất hiện trong truyện tranh, có nhiều hình dáng và tên gọi khác nhau trong vũ trụ DC, bao gồm Yahweh, The Void, The Hand, The Source, The Prison và lạ nhất là Uli. Vị trí thứ 4 là God Swamp Thing. Nhân vật này ban đầu là một nhà khoa học có tên Alex Holland, người đã khởi động dự án tìm ra công thức tái tạo sinh trắc học. Khi gần như đã hoàn thiện công thức, anh bị ám sát và chết trong một đầm lầy. Sau khi hồi sinh, anh trở thành một sinh vật có hình dạng quái dị nhưng vô cùng mạnh mẽ, có tên God Swamp Thing. Khả năng điều khiển thực vật. Nguồn sức mạnh gắn liền với The Green giúp Swampy không chỉ có khả năng điều khiển thực vật mà còn có thể khôi phục lại một cơ thể mới hoàn toàn nhờ nguồn thực vật trên trái đất. Du hành qua những chiều không gian khác nhau, Swamp Thing có thể du hành xuyên qua The Green Afterlife, một chiều không gian màu trắng dành cho những người mới qua đời. Spirit World, chiều không gian bên ngoài địa ngục dành cho những người đã khuất địa ngục thiên đàng. Không chỉ có vậy, anh có thể teleport đến bất kỳ nơi nào có thực vật tồn tại. Kể cả dù cho đó có là một sợi thuốc lá bé xíu nằm trong gạt tàn của Constantine. Đồng thời, anh cũng có thể đưa người khác đến những chiều không gian đó bằng khả năng liên kết với The Green. Đặc biệt là một lần, anh đã đưa Captain Atom và Red Tornado vào Limbo. Swamp Thing cũng có thể xâm nhập vào cơ thể của một người nào đó, John Constantine chẳng hạn, và tạo nên một cơ thể mới như một người bình thường để ngụy trang. Sau này, khi trở thành Swamp God, anh còn có khả năng tạo một cơ thể mới cho người khác. Bất tử, Swamp Thing có thể hồi sinh ở bất cứ nơi đâu, miễn là có thảm thực vật được duy trì ở đó, kể cả những nơi ngoài hành tinh. Điểm yếu, Swamp Thing là đại diện của trái đất nên anh cũng bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân của sự ô nhiễm môi trường trên toàn thế giới như bức xạ hạt nhân hay khí thải. Hay thậm chí là khói thuốc lá của Constantine. Vị trí thứ 3 là Primal Monitor Overvoid. Đa vũ trụ DC không phải là thứ duy nhất tồn tại, có một khoảng không vô tận hoàn hảo. Một sự trống rỗng có ý thức được gọi là Overvoid. Có một điểm lỗi ở trên khoảng không gian hoàn hảo đấy, nó được gọi là The Blitz. Sau đó, trong The Blitz xảy ra một vụ nổ, và vũ trụ ra đời bên trong The Blitz. Nói cách khác, nó chính là cội nguồn của sự sống, mạch máu của đa vũ trụ DC, Overvoid Primal Monitor, nhờ Dax Novo dùng Divine Metal, một trong những kim loại cứng nhất vũ trụ truyện tranh thế giới, để nhốt The Blitz lại trong một chiếc bình to khủng bố. Chứa đựng cả đa vũ trụ DC gọi là Orrery of One để ngăn chặn sự lan rộng của điểm lỗ. Nói theo nghĩa trừu tượng thì Overvoid là một trang giấy trắng vô hạn. Còn những mẩu chuyện về các vũ trụ của DC là những vết bẩn trong một điểm nằm trên tờ giấy trắng đó. Overvoid không thể bị tiêu diệt vì nó chỉ như hư vô. Toàn bộ DC đối với Overvoid chỉ như con vi khuẩn. Vị trí thứ 2 là Dark Monitor, Mandrake. Dark Monitor tên thật là Dax Novo, là người đầu tiên của chủng tộc Monitor được tạo ra bởi Primal Monitor. Dax Novo sinh sống bên trong khoảng không Overvoid, nơi trống rỗng có ý thức, khoảng không vô tận hoàn hảo và tách biệt hoàn toàn với 52 vũ trụ DC mà chúng ta từng biết. Dax Novo chu du khắp đa vũ trụ và nhận ra rằng chủng tộc Monitor sống nhờ cách bòn rút năng lượng của đa vũ trụ một cách vô thức. Sau này, Dax Novo thực hiện kế hoạch thâm độc của mình, rút năng lượng trực tiếp từ The Blitz, một điểm lỗi trong Overvoid. Thể xác và tâm trí biến đổi, hắn trở thành Vampire Monitor, hay còn được gọi là Mandrake the Dark Monitor. Giờ đây Mandrake mạnh hơn cả người đã tạo ra hắn là Primal Monitor và chỉ chịu thua Superman Thought Robot. Mandrake cũng chính là người góp phần tạo ra thực thể mạnh nhất DC, Superman Thought Robot. Tuy nhiên thực thể này có ý chí quá mạnh nên đã giành quyền kiểm soát cỗ máy. Có sức mạnh hiện thực hóa trí tưởng tượng và thích ứng với mọi loại sức mạnh.
Mandrake the Dark Monitor đã bị Superman Thought Robot đánh bại và ném xác xuống Overvoid. Mandrake có thể giết chết Primal Monitor bởi hắn có khả năng ăn fiction và hấp thụ. Primal Monitor cũng là một dạng fiction. Vị trí thứ nhất là Superman Thought Robot. Superman Thought Robot không phải là Superman dưới tên Clark Kent hay Kal-El mà chúng ta đã từng biết. Nó được tạo ra bởi chủng tộc Monitor với mục đích chống lại những mối đe dọa tội ác lớn trong vũ trụ. Mặc dù mang vẻ ngoài có chút giống Superman truyền thống nhưng thực chất đây là biến thể dạng 4D của Superman với lớp tư duy thuần túy được đưa vào một bộ đồ Sentinel. Superman Thought Robot mạnh hơn tất cả các phiên bản đã từng xuất hiện của Superman gồm Injustice, Superman Red, Blue, Superman Prime 1 Million, Ultraman. Phá vỡ hoàn toàn 4TH World. Hiểu đơn giản thì cũng giống như Deadpool của Marvel có thể trò chuyện trực tiếp với độc giả, Superman Thought Robot cũng vậy. 4D Vision. Thấu hiểu chiều sâu của đa vũ trụ để đưa ra những quyết định kịp thời ngăn chặn tội ác có thể xảy ra. Có khả năng phân tích tương lai và thích nghi với mối đe dọa trong tương lai để đảm bảo chiến thắng. Sức bền. Superman Thought Robot có thể chịu được tất cả các đòn đánh của Dark Monitor dù lúc đó hắn đã rút hết sức mạnh của 52 vũ trụ trong DC. Plot Armor, khả năng của Superman Thought Robot là vô tận. Khi gặp phải đối thủ quá mạnh, cốt truyện cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng khác để Superman Thought Robot chiến thắng.